Waze, ứng dụng nghe podcast và audio trực tuyến số 1 Việt Nam. Tải ngay ứng dụng Waze hoàn toàn miễn phí để có trải nghiệm podcast chất lượng. Cùng học tiếng Anh và hơn 65 ngôn ngữ khác. Nghe tin tức, học hỏi, khám phá, thư giãn và giải trí với những podcast thú vị, đa dạng các chủ đề. Tải ngay ứng dụng Waze về máy để có thể thưởng thức các chương trình bất kỳ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu. Ứng dụng có các phiên bản Android và iOS. Link tải ứng dụng ngay dưới mô tả video này. Sau chuỗi siêu thị Big C, đến lượt chuỗi điện máy Nguyễn Kim chính thức về tay gia tộc tỷ phú Thái. Tập đoàn Central Retail của Thái Lan sở hữu gần 40% vốn tại Nguyễn Kim từ năm 2015 và đến giữa năm 2019 đã tăng tỷ lệ sở hữu lên 81,53%, qua đó hoàn tất thương vụ thâu tóm và bắt đầu hợp nhất kết quả kinh doanh của Nguyễn Kim vào kết quả của cả tập đoàn. Ngày 20 tháng 2 năm 2020, Central Retail Corporation, thành viên tập đoàn bán lẻ Central Group của Thái Lan, đã thực hiện phiên IPO trên sàn chứng khoán nước này. Trả lời phỏng vấn Nikkei, sau khi niêm yết trên thị trường chứng khoán, CEO của công ty này, John Fukashop, chia sẻ trọng tâm phát triển trong thời gian tới là mở rộng kinh doanh tại Thái Lan và Việt Nam. Hiện khoảng 75% doanh thu của Central Retail Corporation đến từ Thái Lan, 17% đến từ Việt Nam và có 7-8% đến từ Ý. CEO của công ty cho biết trong 5 năm đóng góp từ Việt Nam sẽ tăng lên 25%. Theo thông tin từ công ty này, vào ngày 7 tháng 6 năm 2019, một công ty trung gian có liên quan đến công ty đã mua thêm 51% vốn tại công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ và giải pháp mới NKT, đơn vị sở hữu chuỗi siêu thị Nguyễn Kim, nâng sở hữu tại công ty này lên 100%. Giao dịch này có giá trị 2.659 tỷ đồng, trong đó tiền mặt là 2.300 tỷ đồng và số còn lại được ghi nhận vào khoản phải trả. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của CRC tại NKT đã tăng từ 39,95% lên 81,53%. Điều đó đồng nghĩa với việc tỷ lệ sở hữu của CRC tại hệ thống Nguyễn Kim tăng lên 81,53%, bởi NKT là công ty sở hữu 100% vốn của Nguyễn Kim. Do đó, cũng từ quý 3/2019, CRC tức Central Retail Corporation bắt đầu hợp nhất kết quả kinh doanh của Nguyễn Kim và kết quả của toàn tập đoàn. CRC cũng cho biết, tính từ ngày 7/6/2019 đến ngày 30/9/2019, công ty NKT đem về khoảng 3.330 tỷ đồng doanh thu và khoảng 43 tỷ đồng lợi nhuận. Nếu hợp nhất kết quả kinh doanh từ đầu 2019, công ty NKT đem về khoảng 5.252 tỷ đồng doanh thu nhưng lợi nhuận sẽ giảm 120 tỷ đồng. Ban lãnh đạo của Central Retail Corporation cho rằng thương vụ thâu tóm này sẽ giúp cho công ty đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, đồng thời cũng là một cơ hội để mở rộng hoạt động ra nước ngoài. Tại Việt Nam, Central Retail Corporation hiện có 3 mảng kinh doanh chính. Thứ nhất là thời trang, chuỗi cửa hàng Robins Việt Nam. Thứ hai là thực phẩm, các siêu thị Big C và Lan Chi. Thứ ba là đồ điện tử gia dụng, chính là Nguyễn Kim. Sau 9 tháng năm 2019, thị trường Việt Nam đem về doanh thu khoảng 19.900 tỷ đồng cho CRC, tăng trưởng 26% so với cùng kỳ 2018. Mức tăng này chủ yếu đến từ thương vụ thâu tóm NKT và bắt đầu hợp nhất kết quả kinh doanh, bởi doanh thu từ mảng thực phẩm chỉ tăng 5%, trong khi mảng thời trang giảm tới 20%. Central Group là tập đoàn do gia đình Chirathivas sở hữu. Đây là gia tộc giàu có thứ hai tại Thái Lan. Hà My, theo trí thức trẻ cafebiz.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.